vỡ smartphone vì dùng trong lớp khiến dân mạng tranh cãi. Đoạn clip được quay tại một trường trung học ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, cho thấy các học sinh phải tự tay dùng búa để đập vỡ những chiếc smartphone của mình trước sự chứng kiến của toàn trường. Sau khi các học sinh đập vỡ smartphone, một giáo viên của nhà trường đã xuất hiện và dùng búa đập lên toàn bộ các thiết bị như một cách để đảm bảo toàn bộ những chiếc smartphone này đều bị phá hủy. Theo truyền thông địa phương thì đây là cách trừng phạt của nhà trường đối với các học sinh bị bắt quả tang sử dụng smartphone trong lớp học. Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã lập tức gây sốt và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều nhau trong cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là một hình phạt thích đáng vì sử dụng smartphone sẽ làm sao nhãng việc học hành và nếu nhà trường đã ra quy định cấm dùng smartphone trong lớp học thì ai vi phạm xứng đáng bị trừng phạt. Nghiện smartphone đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng tại Trung Quốc và các học sinh nên tập trung vào việc học tại trường thay vì lãng phí thời gian vào điện thoại. Thật tốt vì nhà trường đã nhận ra điều này, một cư dân mạng bình luận và nhận được nhiều sự đồng tình. Nhiệm vụ của học sinh đến trường là để học, không phải để chơi hay sử dụng smartphone. Tôi cho rằng đây là hình phạt thích đáng để không học sinh nào dám tái phạm. Một cư dân mạng bình luận. Nếu nhà trường đã ra quy định cấm sử dụng smartphone trong lớp học thì tại sao các em học sinh lại vi phạm? Phạm luật thì phải bị trừng phạt, đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Một cư dân mạng khác nhận xét. Tuy nhiên bên cạnh nhiều ý kiến ủng hộ cách làm của nhà trường thì cũng có không ít ý kiến cho rằng kiểu trừng phạt này là quá nặng và không thực sự cần thiết cách tốt hơn để giải quyết vấn đề này đó là tịch thu điện thoại của các học sinh vi phạm và chỉ trả lại vào cuối năm học. Đập vỡ điện thoại chỉ là một hành động bạo lực. Một cư dân mạng bình luận về đoạn clip. Sẽ thế nào nếu các em học sinh này bị bắt quả tang dùng điện thoại trong lớp, nhưng điện thoại đó lại là mượn của người khác? Chẳng phải sẽ rất toan uổng cho chủ nhân của chiếc điện thoại hay sao? Một cư dân mạng đặt ra câu hỏi. Có vẻ như đây là kiểu trừng phạt nhằm vào các bậc phụ huynh, hơn là nhằm vào các em học sinh bởi lẽ những chiếc điện thoại bị phá hủy đều do cha mẹ mua cho con cái, hơn là các em tự bỏ tiền ra để mua chúng, một người dùng mạng xã hội khác nhận xét. Còn bạn, bạn nghĩ gì về cách thức trừng phạt này của nhà trường đối với các em học sinh, liệu đó có phải là một giải pháp phù hợp, hay là một cách trừng phạt quá nặng tay, hãy đưa ra ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới. Tê Thủy